你心里想一想，没够，有够用。Phúc chỉ nhận ra một điều á, đáng lẽ là mình không ghi số, xong hồi nữa là mình lau cái mụn nó đi, mình ghi số là mình được, ý là mình được 2 video. Thì Phúc hiểu không? À, một video không có số á. Kinh nghiệm ý là nếu mà quay nhiều video á, mà tiết kiệm bao tay á, đó là mình quay một cái không số trước, sau mình lau mụn nó đi hoặc là để mụn nước được, sau mình ghi số vô là được video thứ hai, à, hợp lý không? Thật lòng em. Ok baby, chị quay cái nữa để chị đoán quay rồi. Chị Loan còn làm ai nữa? Mình quay xong là chị Loan sang là vừa. Thật lắm rồi. Lấy lo mót mấy con nhỏ nhỏ. Con to thì đầy. Đã chi. Rồi xong chị Loan tiêm thay lót nha. Mụn đi không quay là phí của hả? Mụn đi không quay là phí của. Chị Phúc đã không? Đã hay. Mụn thì không cần châm đâu, bóp đàn ra. Thật lòng em nhá. Tốt lắm chưa? Đã mình mà tội họ. Ông dứt dứt cái miệng lại. Xong mình đi luôn đi cho rồi. Thả lỏng em nhé. Em trai ơi, thả lỏng môi được không? Không bặm nhé. Thả lỏng hết sức có thể, em dễ lấy. Đó, đúng rồi. Em mà bặm làm khó lấy mụn á. Nhăn gội đầu bao phê luôn. Cái này
Đồng đi chạy xuống này. Thả lỏng vui giúp chị nghe. Nè, ông rung mà chị không giữ được nè. Không phải không? Video lâu lâu nó bị đó. Hồi nữa em phải thoát ra em vô lại nhé. Video em tự rung á. Không, máy ấy. Em, thả lỏng. Cái này cái thứ hai. Mặt là mặt này phải 4-5-6 cái. Bụng dai. Y đi đây, y cái mặt ông đi đây. Thả lỏng giúp chị nhá. Lực là 7 tháng. Lily, em lấy chị cái bông ướt á, xong chị giơ tay phát em lau đi, chị hiểu thay vì chị cầm á, em lau đi này á. Nhanh. Đỡ phải lau. Thả lỏng môi giúp chị nghe. Ông ngứa không nghe chứ. Thôi, đi chỗ khác đi. Ông rắm lại cái miệng ông lại đẹp. Dán móng siêu rớt tuần mà chưa rớt luôn. Không đụng nước hay đâu mà được lâu rớt. Chuyện bóp lần ra em này. Bữa trước chị Loan quay mặt ông đi nhiều cái không chị Loan? Phê hề. Sầu chà. Đã. Chị lấy xong là có khách chờ mà không muốn đi nữa. Yeah. Một người đợi em, một người đợi chị bến, mà bé đợi em đến trước. Còn nhiều chị. Chị Loan là đi này, chị Loan xong đó, chị Loan sang đây, xong em sang làm cho khách của em. Xong là em quay lại, em quay rồi chị sang làm khách của chị. Hợp lý không? Chờ em mới lấy có cái trán với cái miệng với cái cằm chị Loan. Mấy phút rồi em? Rồi ok.